Hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Em Tâm quay rất là nhiều xe Nhật, xe Hàn rồi anh chị. Hôm nay là em Tâm sẽ về một em xe Đức. Một em này là em một em quốc dân của dòng xe Mercedes-Benz nha anh chị nha. Đó, kế bên em Tâm đây là GLC 300 Formatic. Đó, từ đó đến giờ thì em Tâm chưa có về một cái dòng xe mẹt nữa. Đây là một cái dòng xe đầu tiên mà em Tâm về nè, mà về ngay đúng một em quốc dân luôn. Em này hiện tại bây giờ đang là doanh số cao nhất của dòng xe mẹt nha anh chị nha. Gọi là xe 300 Formatic màu trắng anh chị. Đó, nội thất đen nha, rất là đẹp luôn. Đời 2020 và xe lăn bánh 31.000 cây anh chị nha. Rồi đầu tiên đi, mình nhìn nè, cái ngôn ngữ thiết kế của cái em gọi là xe 300 Formatic này á, thì cái phần mặt la răng hình cánh sau rơi rất là đẹp nè anh chị. Đó, cái phần mặt logo nè, logo ba cánh, phần Mercedes nè. Và cụm đèn em nói là multi-pin nha anh chị nha. Đó, cụm đèn với hiệu sức LED rất là cao, và mỗi bên là 184 cái bóng LED anh chị. Đó, và tự động điều chỉnh kích ứng thông minh theo thời tiết và theo giao thông. Những đường dập chìm dập lặn trên nắp carbon rất rõ, rất đẹp nha. Xe em này là sơn zin mới là 99% đó anh chị. Đó, và hiện tại bây giờ em này là bộ máy 2.0 với hộp số là 9 cấp. Đó, sinh ra cái công suất mã lực là 253 mã lực anh chị. Một em gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu Mercedes. Rất là đẹp. Về phần bên hông xe đó, anh chị nhìn thấy ngôn ngữ thiết kế của em Mercedes GLC 300 này á là khá là to anh chị và bệ vệ anh chị nha. Đó, một em xe 5 chỗ mà mình nhìn tổng thể là giống như một em xe 7 chỗ vậy anh chị. Đó, với cái những cái đường mà mạ chrome nè, trải dài trên kính nè. Đó, trong cái tính đặc sắc là rất là đẹp khi mà mình nhìn ngang nha anh chị. Và có một cái bệ bước chân nè, mà bệ bước chân dành cho những trẻ nhỏ này nọ rồi đó, họ lên xuống rất là dễ. Đó, camera 360 độ nằm trên gương anh chị nha. Đó, và có dán phim cách nhiệt 3M. Thì về chủ xe mẹt thì anh chị cũng biết rồi, toàn là đa phần là những anh chị dân chơi và những anh chị rất là kỹ xe nha, kỹ tính. Bộ mâm em nói là bộ mâm AMG anh chị. Đó, mâm 19 inch khá là to, phay xước và hình năm cánh đặc trưng của mẹt nè anh chị. Hạng vỏ nó là tầng thứ 25 của năm 20 nha anh chị nha. Bốn vỏ là zin theo xe, đây gài gió nè, về cui à, 31.000 cây. Thoải mái cho anh chị đi. Rồi em Tâm, mời anh chị cùng theo chân em Tâm để khám phá về cái khoang lái xe nha anh chị nha. Đầu tiên thì mình nhìn về cái phần táp bi cửa trên cái khoang lái nè anh chị, bên cái khoang lái người ngồi nè. Đó là đây là những cái nút mà chỉnh ghế nè, ghế lái, ghế phụ là điều chỉnh điện hết. Coi như ghế ba vị trí, 13 loa Bomaster nha anh chị nha. Âm thanh mà khi mà mình trải nghiệm đường dài đó khá là mượt anh chị. Nè, phần táp bi cửa này nọ nè, rất đẹp anh chị nha. Em Tâm đó giờ chưa có bao giờ mà được ngồi một em GLC này anh chị. Hôm nay là cái chiếc này là chiếc đầu tiên mà em Tâm ngồi nè. Em Tâm cảm giác giống đúng thiệt là tiền nào của nấy anh chị. Chạy rất là sướng. Và cái sự trải nghiệm của cái em mẹt này là cực kỳ đẹp luôn chị. Nhờ về từ nội thất tới ngoại thất. Đầu tiên vô lăng là trợ lực điện nè. Trên vô lăng có lẫy số thể thao. Đó, và đây là cái cần số em nói nằm ở đây nè anh chị. Cần số. Rồi đèn tự động. Odo là 31.000 cây nha anh chị nha. Xe thì full lịch sử hãng anh chị cứ yên tâm. Đầu DVD nè. Điều hòa là hai vùng độc lập nè anh chị. Đây là các chế độ, 5 chế độ lái nè. Trên cái đầu DVD này mình có thể tùy chỉnh tất cả các hệ thống ở trên xe luôn nha anh chị nha. Đó, để hỗ trợ người lái nè. Đèn xe này nọ, là trang trí nội thất nè. Đó, mình chỉnh được độ sáng, độ tối này nọ đồ. Hôm qua anh Tâm dành nguyên một ngày để nghiên cứu cái xe này anh chị. Có cửa sổ trời toàn cảnh nè. Đó, một chạm điều hòa hai vùng độc lập. Và cái khoang lái của em nó nè, rất là đặc trưng nha anh chị nha. Nhìn rất là thông thoáng luôn. Đó, dành cho anh chị nào mà có thể khi mà check in những hành trình mà mình sử dụng xe này nọ đồ cũng rất là đẹp anh chị. Đây là khoang hành khách nha anh chị. Khoang hành khách thì anh chủ anh nói anh cũng ít sử dụng đó anh chị. Đa phần đó là hai vợ chồng sử dụng xe này không à. Còn nếu mà gia đình đi thì anh có một cái chiếc xe 7 chỗ. Đó, đâm ra là khoang hành khách còn rất là mới nha. Da còn rất là căng nè. Rồi, về phần đuôi xe á, thì cái em Tâm đánh giá cái ngôn ngữ thiết kế phần đuôi xe em này khá là bo tròn anh chị. Và cụm đèn sau là full LED nè. Rồi, để em mở luôn cái cốp cho. Cốp em nói là mở điện nha anh chị. Và cốp điện em mẹt là rất là nhanh. À, anh chủ anh còn mai một cái thảm 3D nè, để bảo vệ cái phần nỉ cốp nè anh chị. Đó, thì khi mà mình chở đồ này nọ, nó không ảnh hưởng tới cái phần cốp sau của mình. Bánh xe cua là nguyên zin luôn, chưa chạm đất nha anh chị nha. Đó. Hồi đó giờ em Tâm cũng có nghe mấy anh em nói là xe này là một mẫu xe gọi là rất là nhiều người ưa chuộng anh chị. Mình được gọi là mẫu xe quốc dân đến từ thương hiệu Mercedes. Nhưng mà em Tâm cũng chưa biết, tại vì mình chưa có cái cơ hội trải nghiệm. Nhưng mà khi mà em Tâm trải nghiệm em này rồi thì em Tâm mới biết là tại sao người ta lại gọi như vậy. Từ cái lối thiết kế nè, rồi từ cái cách vận hành và option,
rồi ngồi trong xe, rồi người lái, rồi tất cả là loại xe này đều chiều chuộng hết vậy. Rồi và đây là khoang động cơ xe anh chị nha. Giống như hồi nãy đầu clip em Tâm nói giờ cái bộ máy em nó là 2.0 hộp số 9 cấp và sinh ra 253 mã lực anh chị. Đó, chạy rất là bốc, rất là mượt nha. Đây là hai cái thanh mà hút giảm chấn nha anh chị. Đó. Bộ máy nè, mới tinh nè. Xe thì em cam kết với mình bằng văn bản là không tai nạn, không ngập nước nha. Pháp lý giấy tờ rõ ràng minh bạch, không tua ủng hộ và em bao cho anh chị check hãng toàn quốc luôn. Dạ rồi. Mercedes-Benz GLC 300 chị Formatic đời 2020 nha. Đi 31.000 cây màu trắng, nội thất đen. Hiện tại em đang bán này là 1.759 nha anh chị nha. Vẫn còn thương lượng cho mình, thiện chí lên em coi xe luôn. Anh chị quan tâm cái xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên. Em Tâm mới gửi ảnh chi tiết với đại xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.